Xin chào quý vị và các bạn. Trước khi vào nội dung chính của video này thì tôi có một game nho nhỏ để thay đổi không khí tí nha. Các bạn có 5 giây để suy nghĩ và chọn ra đáp án đúng cho câu hỏi sau đây. Khi đến Bến Tre, nếu bạn muốn mua một chục dừa, người bán sẽ thường đưa cho bạn bao nhiêu trái dừa? A. 10 trái, B. 12 trái, C. 14 trái và D. 16 trái. Và đáp án chính xác cho câu hỏi này là B. 12 trái. Hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên về đáp án này đúng không nào? Trên thực tế, đơn vị một chục sẽ có cách đếm số lượng khác nhau tùy vào văn hóa mỗi vùng miền của Việt Nam. Thông thường tại khu vực miền Bắc, miền Trung và nhiều nơi tại miền Nam sẽ hiểu một chục là 10, nên sẽ nghĩ một chục dừa là có 10 trái. Tuy nhiên, tại một số tỉnh miền Tây và miền Nam, điển hình như là ở Bến Tre, một chục dừa sẽ có 12 trái dừa. Hiện nay, quy ước đơn vị đo lường này đối với sản phẩm dừa đã được lấy làm chuẩn và trở thành luật bất thành văn, không chỉ đối với Bến Tre mà còn ở hầu hết các tỉnh miền Tây khi mua bán dừa. Câu hỏi vừa rồi là một trong những câu hỏi thú vị của chương trình Ai là Triệu Phú, đã phần nào giúp ta biết được sự đa dạng trong văn hóa, tập quán buôn bán của Việt Nam ta. Ngoài việc một chục có cách quy ước khác nhau tùy từng vùng miền, thì đơn vị đo diện tích như sào đất, mẫu đất, thửa đất tại ba miền Bắc, Trung, Nam cũng có nhiều sự khác biệt. Thay vì sử dụng đơn vị pháp định mét vuông để thể hiện diện tích, thì trong đời sống hàng ngày, từ xa xưa, người dân lại quen thuộc với việc sử dụng thước đất và công đất để thể hiện diện tích đất. Tuy nhiên, một thước đất ở miền Bắc lại có giá trị khác với một thước đất ở miền Trung. Do đó mà việc quy ước ra các đơn vị diện tích đất lớn hơn là sào đất bằng 15 thước và mẫu đất bằng 10 sào cũng có giá trị khác nhau tại mỗi miền. Chính vì sự phức tạp này có thể dẫn đến nhiều khó khăn trong việc quản lý đất đai của nhà nước, nên pháp luật đã quy định cụ thể các đơn vị đo diện tích theo tập quán này tại phụ lục 6, ban hành kèm theo nghị định 86 năm 2012. Tôi sẽ để link dưới phần mô tả cho những ai quan tâm nhé. Vậy thì khi nào áp dụng pháp luật, khi nào áp dụng luật làng? Tập quán hay còn hiểu là luật làng là những quy tắc xử sự được hình thành một cách tự phát, được sử dụng lâu ngày và dần hình thành nên thói quen trong đời sống xã hội. Nó tồn tại và được một nhóm các chủ thể thừa nhận như là quy tắc xử sự chung. Xem qua điều 5 Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì có thể thấy, để tập quán được thừa nhận áp dụng điều chỉnh các quan hệ dân sự trở thành một nguồn luật thì phải đáp ứng điều kiện sau: có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể. Việc áp dụng tập quán sẽ dễ dàng và ít xung đột khi nội dung tập quán quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên trong các quan hệ cụ thể. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp thì chủ thể giải quyết tranh chấp cũng có thể dễ dàng đánh giá được tính phù hợp hay không phù hợp tập quán của các hành vi xử sự của các bên liên quan. Được hình thành, thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong đời sống xã hội, tập quán không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự. Tập quán được áp dụng trong trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định. Trong quan hệ dân sự thì tự do ý chí, thỏa thuận, không trái pháp luật của các bên được ưu tiên trên hết. Do đó mà chỉ khi không có thỏa thuận và không có pháp luật quy định thì tập quán mới được áp dụng. Mặt khác, khi xảy ra hiện tượng xung đột trong việc lựa chọn áp dụng tập quán của địa phương nào để giải quyết tranh chấp thì tập quán tại nơi xảy ra tranh chấp sẽ được ưu tiên được áp dụng để giải quyết. Cũng như việc nhập gia tùy tục, khi người miền Bắc đến mua dừa ở Bến Tre mà xảy ra tranh chấp thì tập quán một chục dừa có 12 trái của Bến Tre sẽ được áp dụng để giải quyết. Vậy thì tập quán một chục dừa này có thể áp dụng rộng rãi trong đời sống nhiều hơn hay không? Giả sử chục trứng thì sẽ có 12 quả, hay vui một chút thì tao có một chục thằng bạn trai thì người miền Bắc và miền Trung nghĩ là 10 thằng, còn ở miền Tây sẽ được thêm tận 2 thằng, được không? Như đã phân tích ở trên thì một trong những điều kiện để tập quán trở thành một nguồn luật bất thành văn là phải điều chỉnh được quan hệ dân sự cụ thể và được nhiều người thừa nhận. Tập quán một chục dừa này được nhiều người miền Tây thừa nhận trong quan hệ mua bán dừa. Nếu muốn một chục trứng cũng có 12 quả hay một chục bạn trai là 12 người thì cần phải trải qua quá trình hình thành, thừa nhận và áp dụng nguyên tắc này một cách tự nhiên, rộng rãi trong một cộng đồng nhất định và còn phải đáp ứng một số điều kiện khác nữa. Đến đây thì chắc hẳn các bạn cũng đã hiểu rằng luật làng trong một số trường hợp cũng có thể áp dụng như pháp luật rồi đúng không?
Và nếu thấy nội dung video này hay và bổ ích thì đừng ngại cho Thư viện Pháp luật một like và một subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.